Anh nhìn đi, anh ngoại tình với con nhỏ thư ký này bao lâu rồi hả? Cô theo dõi tôi. Nếu như tôi không theo dõi anh thì anh tính qua mặt tôi đến bao giờ nữa hả? Tôi ngoại tình thì sao? Cô coi lại cô đi, cô có giống một người vợ. Anh cái gì? Tối ngày đi làm về đã mệt mỏi rồi, ghen tôi tùm lum tùm la ra à? Mặt dày mặt mỏng. Thực tình á là anh nhìn em riết anh chán lắm rồi á. Anh đúng là con hàng chồng tồi, anh biết không? Anh chê tôi, tôi xòe xòa như vậy là vì ai hả? Bởi vì tôi mang thai cho anh, tôi đẻ con cho anh, tôi còn chăm con cho anh nữa kìa. Rồi bây giờ sao? Anh ngoại tình rồi giờ anh còn qua mặt, anh chửi bới tôi, anh xỉ nhục tôi như vậy hả? Nhủ chưa, nói nhủ chưa? Anh quá đáng lắm rồi đó nha. Hạnh, có chuyện gì vậy con? Sao vậy? Mẹ xe bệnh kìa. Con tối ngày đầu tắt mặt tối vì gia đình, không chăm sóc được cho bản thân của con. Rồi bây giờ anh ra ngoài đường á, anh ngoại tình, rồi anh về nhà anh xỉ nhục con đó mẹ. Mày té vậy hả Hùng? Hả? Mẹ có dạy mày như vậy hay không? Thì con... Con cái gì? Kể từ bây giờ con phải cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó. Nếu không á, tài sản của mẹ mẹ sẽ để lại cho con Hạnh hết. Con không có một xu đâu. Mẹ, chuyện nào ra chuyện đó chứ giờ. Con không nên hơn thì mẹ không có giao cho con được. Ngoan nha, nín nha con. Trời ơi, sao mãi mà vẫn chưa hết sốt vậy nè. Cái ông này đi đâu từ tối qua đến giờ chưa chịu về nữa không biết. Thôi mẹ thương, nín nha, đừng khóc nữa nha. Rồi, em mẹ gọi ba con nha. Trời đất ơi, tắt điện thoại rơi bao luôn rồi nè. Thôi, ngoan nào. Hay là không được rồi, mình phải đưa nó vô bệnh viện luôn mới được. Nó sốt quá là sốt rồi. Nín nha con. Anh Minh. Anh. Sao em lại đứng đây một mình? Dạ em đang đứng đợi taxi nè anh. Tự nhiên con em nó sốt quá trời quá đất luôn. Mà anh qua đây có gì không? Anh tính qua nhà em gặp Hùng để có chút chuyện đó. Anh Hùng anh không có ở nhà đâu anh. Thôi không ấy, anh về đi ha. Về thôi, em lên xe đi. Anh cho em tới bệnh viện, với lại cũng tiện đường anh đi thôi. Tới đó rồi anh vô với em, chứ một mình em như thế này vô bệnh viện không yên tâm đâu. Vậy thì mẹ con em quá gian anh một chút nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao đâu, mình dạ. Đi. Dạ cảm ơn anh. Anh có ít trái cây mang qua để cho em tầm bổ nè. Chưa ngày hôm qua nhìn em hốc hác quá. Trời đất ơi, anh qua đây thăm em á là em đã thấy vui rồi. Còn mày đặt mua quà ở cáp nữa. Với lại chuyện mà anh giúp đỡ mẹ con em á, em còn chưa kịp nấu cơm để đãi anh một bữa nữa. Vậy mà anh còn mang quà qua, em ngại muốn chết luôn á. Có bao nhiêu đâu em. Cái này là một chút xíu, coi như là tầm bổ cho em để em lấy sức khỏe. Mà có sức khỏe rồi em mới chăm được cho cái thằng con em kìa. Mà thằng nó đi cả đêm hôm qua nó không về hả em? Anh thấy á, cái thằng Hùng nó không có xứng đáng với em đâu. Hay là em cứ mở lòng em đón nhận những cái tình cảm nó tốt hơn, xứng đáng với em hơn. Bây giờ em cứ níu giữ cái thằng chồng mà không quan tâm rồi ất ơ như nó. Em hiểu ý anh không? Ủa? Anh Minh? Anh có bó hoa tặng em nè. Mình đi ăn sáng. Dạ. À đúng rồi, ông mấy anh vô nhà đợi em chút xíu, em thay đồ rồi mình đi liền ha. Ok. Dạ. Cảm ơn anh vì bữa hôm nay nha. Có gì đâu, hôm nay nhìn em xinh quá. Mà nè. Hay là cảm ơn anh. Cái chuyện ly hôn của anh á giải quyết tới đâu rồi? Mọi thứ đang sắp xếp, nó đang diễn ra. Nhưng mà diễn ra như thế nào, kế hoạch như thế nào, anh nói cho em biết đi. Kế hoạch của anh hả?
Đâu có nói rằng chi mất hay gì sao. Anh nghe nè. Gì hả? Tốt. Nhắn địa chỉ và thời gian cụ thể cho. Ok anh qua. Gì vậy? Nói chị biết con vợ của anh đó. Nó sẽ bị anh bóc phốt trước mặt của mẹ. Nếu từ mẹ mốt nó còn đứng trước mặt mẹ anh mình cũng bỡ rồi. Chắc miệng đó rõ ràng ha, bắt quả tang ha, cô ăn ngủ với trai ha, bày đặt à, nói tôi là đi ngoại tình, còn chứng cứ cô... Sao lại là em trai? Em có biết chuyện gì đâu. Em biết là sao? Chuyện này là sao vậy? Đây là số tiền dơ bẩn của mày đã thuê tao để gài bẫy hành. Tao chưa xài đâu. Chả là mày đó. Anh là người phụ nữ tốt. Tất cả những gì tôi đối với cô ấy đều là thật lòng hết. Tao không có ngu bị mày nhắc mũi đâu. Ui ra mày giả bộ. Giả bộ để mà chơi tao. Giỏi lắm. Còn cô đâu? Tại sao đi lên chuyện gì đó là sao? Hả? Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đây nè. Tại do mày không biết thôi. Chứ kiểu người như cổ á, chỉ cần một chút tiền, vài lời đường ngon là lên giường được thôi. Bây giờ mày mới biết hả? Mày đừng có mang cổ ra so sánh với Hạnh. Hạnh là người phụ nữ tốt. Cổ xứng đáng với những điều tốt đẹp. Cái tờ đơn ly hôn này, tôi sẽ là người chủ động ly hôn với anh. Cái loại chồng khốn nạn như anh á, có cho tôi cũng không thèm lấy. Nhưng mà sẵn ở đây á, tôi cũng cảm ơn anh. Nhờ anh phản bội tôi như vậy á, mà tôi mới tìm được một người phù hợp với mình hơn, xứng đáng với mình hơn. Đó là anh Minh. Đi nha. Tôi không ngờ cô được thứ đàn bà lăn lòn như vậy. Tôi phải cho một trận với cái gì? Cục. Cái loại đàn ông tồi giống như anh á, tôi chỉ muốn tới để hưởng lợi thôi. Anh còn dám bỏ vợ để theo gái mà. Anh tưởng tôi yêu anh thiệt hả? Ngu. Ai vậy? Trời ơi, mày sao vậy Ngọc? Từ từ thôi. Tao khó thở quá. Từ từ. Này, để tao vỗ lưng cho mày. Mày thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tao đỡ hơn rồi chứ. Tao cảm ơn mày dữ lắm. Tao bệnh hoạn như vậy á, may mà nhờ có mày với anh Dương tới lui giúp đỡ tao. Tao cũng không biết là mình phải làm sao nữa. Tao ơn nghĩa mày dữ lắm luôn á. Khổ quá à. Mày ngon cái gì? Mày với vợ chồng tao á, cũng như là người một nhà rồi. Thôi á, uống miếng nước đi, cho đỡ nè. Mà Ngọc nè, tuần sau á, thì mày làm hóa trị rồi á. Cái này là cái gì vậy Ngọc? Sao tự nhiên mày có cái này vậy? Tao thấy cái tờ giấy khám thai này, nó nằm ở trên tủ giường á. Nói chung là mày mặc kệ tao đi. Cái chuyện này mày đừng có dính dáng vô. Tao làm sao mà mặc kệ được Ngọc. Cái thai mới có 3 tháng à. Mà mày biết đó, nếu mà mày làm quá trị nó sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Rồi bây giờ mày tính sao? Tao đã nói là mày mặc kệ tao đi mà. Cái chuyện này tao cũng không biết phải nói sao hết á. Nhưng mà ba đứa bé là ai? Ngọc, ba của cái thai đó là ai? Của anh Toàn. Rồi anh Toàn biết không? Rồi vậy chứ bây giờ mày tính làm sao? Mày phải nói cho anh biết chứ.
Tao không có dám nói. Mày cũng biết rồi đó, anh Toàn á, anh chia tay tao xong, anh còn không dám nhìn mặt tao, anh còn cách ly cả tao luôn đó kìa. Tao biết nếu như mà mình hóa trị á, là sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Nhưng mà mày biết không, tao còn yêu anh Toàn dữ lắm. Tao không muốn mất đứa con của tao với ảnh. Tao cũng không có dám nói với ảnh. Tao cũng không dám phá thai. Bây giờ tao không biết tao phải làm cái gì hết. Nói chung là tao rất là rối luôn. Mà Thôi Trần, tao khó xử lắm á Trần. Cái gì? Cô tính kêu tôi quay lại với cổ hả? Anh Toàn, tôi mong là anh bỏ qua chuyện cũ. Con Ngọc bây giờ nó bệnh nặng lắm, với lại nó đang mang thai con của anh đó. Cho nên tôi mới tới đây để gặp anh nè. Cô bệnh nặng lắm sao? Nó có một khối u ác tính. Một tuần nữa là nó phải làm hóa trị rồi. Nhưng mà điều tôi lo nhất á là cái thai trong bụng của nó. Nó sẽ bị ảnh hưởng á nếu mà nó làm hóa trị. Dù sao á thì đó cũng là cốt nhục của anh mà. Nhưng mà bây giờ tôi biết phải làm sao. Bây giờ tụi tôi đường ai nấy đi rồi, cũng đâu có liên quan gì tới nhau nữa. Với lại á, cái chuyện ly hôn cũng là của chủ động, chứ đâu phải là tôi đâu. Tôi nghĩ á, chắc là cái lúc chia tay á, là con Ngọc nó biết nó bị ung thư, cho nên nó mới sợ vướng bận anh. Anh Toàn, anh tới gặp con Ngọc đi anh Toàn. Anh đừng có để nó một mình mà tội nó nha anh. Cảm ơn cô đã báo tin cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ sau. Anh, mà anh có chắc chắn á là con Trân nó đi công tác một tuần sau nó mới về không vợ? Anh chắc chắn mà, anh đã nhìn lén lịch công tác của Trân rồi. Mà em yên tâm đi, Trân chắc chắn sẽ không biết chuyện của hai đứa mình. À đúng rồi, hôm bữa công nhận em sơ suất ghê á, suýt chút nữa làm Trân nó phát hiện ra em rồi. Lúc đó hả, em hú hồn hú vía luôn á. Nhưng mà anh biết không, em nha rất là thông minh đó. Em đá số xe ông Toàn liền, con Trân nó đâu nghi ngờ được em đâu. Em á nha, chủ quan. Mấy cái chuyện này mà sơ suất hoài à. Trân rất là thông minh em biết không? Anh đã nói với em rồi, mấy cái tờ giấy siêu âm đó phải cất cho kỹ, để lộ lộ rồi vậy có ngày bị phát hiện thì sao? Trời ơi, anh cứ càng làm chuyện này hoài. Nói chung là em sơ suất đi. Với lại anh á, anh cũng phải kiếm cái cớ gì mà ly dị nó sớm đi. Không lẽ anh bắt em giả bệnh ung thư để gặp anh hoài. Em nói cho anh biết nha, giấu lâu cỡ nào nó cũng lòi ra hết trơn. Biết rồi, từ từ anh tính. Trân, hôm nay coi bộ nhìn mày khỏe khoắn quá ha. Tao không nghĩ là mày đang bị ung thư phổi luôn đó. Trân ơi, mày về khi nào vậy? Bộ em chắc là có hiểu lầm rồi. Anh với Ngọc chỉ là bạn thôi à. Nghe anh giải thích nha. Khỏi cần phải giải thích. Hai người không có cần bày mưu tính kế để mà qua mặt tôi nữa. Đơn ly dị đó, anh ký đi. Ký xong rồi á thì còn công khai qua lại với nhau. Ủa nhưng mà sao mà em phát hiện ra được vậy? Anh về nha. Ba về nha con. Ráng mau lớn chui ra gặp ba nha. Về đi. Đừng sợ tới nha. Ừ. Trâm hả? Tôi với bà đều bị lừa rồi. Từ đó tới giờ, lúc nào tôi cũng tin tưởng anh với con Ngọc. Cho nên chưa bao giờ tôi theo dõi hay là nghi ngờ. Nhưng mà cũng may, nhờ có sự xuất hiện của anh Toàn mà hai người mới bị đổ tẩy. Trâm, mày nghe tao giải thích nè. Thật ra là tao quá thất vọng về mày Ngọc. Trong khi tao đang cố gắng làm cho mày hạnh phúc thì mày lại âm thầm phá hoại. Tao không muốn nhìn mặt hai người nữa. Trời. Gì vậy anh?
anh nghe thử có chuyện gì không? Thôi mà, anh còn nhiều thời gian ở với vợ anh mà. Không có chuyện gì gấp bằng chuyện này hết á. Nha. Em thương nè. Ủa? Giờ này sao không đi ngủ mà ngồi đây? Anh đi đâu mà giờ này mới về? Thì anh đi ăn với đối tác. Anh có nói với em rồi mà. Đối tác nào mà anh không nghe máy, thậm chí anh phải tắt máy luôn? Đối tác làm ăn của anh nhiều lắm, làm sao em biết mà anh kể? Con thì sốt cao, tôi gọi cho anh thì không được. Trời thì mưa lớn không thể gọi được taxi. Hai mẹ con tôi phải dầm mưa với nhau đến bệnh viện. Thằng nhỏ nhiễm lạnh, đang phải cấp cứu đấy kìa. Đi đâu vậy? Anh đã không coi mẹ con tôi ra gì thì từ nay về sau tôi và con sẽ biến gọi mặt anh. Nhưng mà bây giờ nửa đêm rồi anh đi đâu? Lên. Tại sao vậy hả con? Hả? Mẹ cho con ăn học, mẹ dạy con biết điều hay lẽ phải. Tại sao con đi làm cái chuyện phá hoại hạnh phúc người khác? Mẹ biết rồi hả? Nhưng mà mẹ biết rồi thì sao? Con ơi, con cũng đẹp nè, con có kiến thức, con biết bao nhiêu sự lựa chọn để đến với con, bao nhiêu đàn ông tốt cho con ông lấy. Bây giờ con đi vô con phá hoại hạnh phúc người ta như vậy hả con? Mẹ nè, mẹ đã từng bị cái cảnh đó rồi. Mẹ đã bị người ta phá hoại hạnh phúc của mẹ. Mẹ rất sợ, mẹ rất khổ. Đó là tình cảm mà, con đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà nếu như không có con á, thì ảnh cũng đi yêu những người khác thôi. Tại vì ảnh không có yêu vợ ảnh, mẹ hiểu không? Con ơi, con hết thuốc chữa rồi. Mẹ nói cho con biết, con mà không nghe lời mẹ thì đừng bao giờ kêu mẹ bằng mẹ. Mẹ từ con luôn đó. Mẹ từ con thì sao? Bây giờ không có mẹ, con sống vẫn ổn. Nhưng mà không có ảnh á, con chết mà hiểu không? Con chết thiệt đó. Phương, con suy nghĩ lại đi. Phương! Phương! Linh! 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 Anh xin lỗi mà, em về nhà với anh đi. Dù gì tụi mình cũng gắn bó với nhau 10 năm mà, sao thể nào cắt đứt như vậy được? Anh vẫn còn nhớ đến chuyện tình cảm 10 năm mà. Để tôi nói cho anh biết nhá, tất cả những cái chuyện anh làm sau lưng tôi biết hết. Nhưng mà vì con, tôi bỏ qua cho anh hết. Nhưng mà ngày hôm đó, con của tôi nó suýt chết thì tất cả như giọt nước tràn ly rồi. Tôi không thể chấp nhận được sự bướng mạc của anh thêm một lần nào nữa. Anh Bảo, anh làm cái gì vậy? Em đi về nhà đi, anh sẽ giải quyết với em sau. Không có đi đâu hết. Em muốn giải quyết tất cả mọi chuyện rõ ràng trong ngày hôm nay. Giờ chị Linh chị cũng bỏ anh rồi, anh níu kéo làm cái gì nữa? Anh nói đủ rồi nha, em đi về nhà trước đi. Bao nhiêu lâu nay em chấp nhận lén lút sống trong bóng tối gì vậy? Bây giờ anh xua đuổi em hả? Chị Linh, chị nói dứt khoát một tiếng đi. Để tôi nói cho hai người biết nhá, tất cả những cái chuyện lăng loàn của hai người không liên quan gì tới tôi. Đừng có làm phiền tôi. Linh, cút, anh bỏ ra. Anh Bảo, em vì anh mà em phải cắt đứt mối quan hệ với mẹ của em. Bây giờ anh muốn phủi tay hả? Vậy là cuối cùng anh cũng chỉ coi em như là thú vui qua đường thôi phải không? Anh xin lỗi, anh nghĩ là bây giờ mình nên dừng lại ở đây đi. Mình đã đi quá xa rồi. Anh đã quyết định rất là kỹ, anh sẽ quay về với gia đình của anh. Những chuyện xảy ra với em anh rất là hối hận. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em thông cảm nha. Thông cảm hả? Anh sẽ phải hối hận vì đã ruồng bỏ tôi. Phương, bữa giờ anh tìm em khắp nơi luôn á, sao em cắt liên lạc với anh vậy? Anh tìm tôi làm chi? Anh đá tôi thẳng tay vậy mà. Thật ra thì giữa em với mà Linh, anh không muốn mất ai hết á. Nhưng bây giờ Linh đã kiên quyết chia tay với anh rồi, anh cũng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà Anh rất là thương em. Không phải từ đó tới giờ anh luôn coi tôi là phương án thứ hai sao? Bây giờ tôi cũng không có thể nào mà quay lại với lại một người đàn ông như là cái Dũng Sình mà xã hội đang phân hủy. Nói cái gì vậy? Dũng Sình là sao? Anh lên mạng mà coi cái clip nóng của hai đứa
mình á, tôi up lên rồi. Nhưng mà mặt tôi á thì tôi có thể che được, còn mặt anh á tôi không che giùm được đâu. Tại sao cô dám làm như vậy hả? Anh đã lấy dao cứa vô tim tôi, bây giờ anh bắt tôi ngồi yên chịu trận sao được? Đây là cái giá mà anh phải trả. Anh cứ từ từ tận hưởng nỗi nhục nhã đi nha. Tôi đi nha. Đơn ly hôn, ký đi. Còn nếu mà anh không chịu ký ấy, thì tôi vẫn có những clip nhục nhã của anh để làm bằng chứng ngoại tình, và tôi sẽ đơn phương ly hôn với anh. Em, bây giờ nhìn anh thê thảm như vậy rồi, có lẽ em dồn anh vô bước đường cùng hả? Cho anh một cơ hội đi. Tất cả là do anh tự chuốc lấy thôi. Anh vừa muốn có vợ, vừa muốn có nhân tình, thì bây giờ ấy, anh chẳng có gì cả. Hư lắm nha. Hôm nay dám qua đây một mình, lỡ giờ anh mà phát hiện là chết luôn á. Nó đi làm rồi sao nó biết được. Nhớ anh lắm. Ủa em, nay chị nấu ít chè nên chị mang qua đây cho hai vợ chồng em. Chè đâu? Đúng rồi, có chè ngon lắm em. Để anh múc ra cho vợ ăn nha. Thôi, khoan. Ăn chè gì giờ này? Đó. Hôm nay em về sớm á, là em để nấu cơm cho hai vợ chồng em ăn. Tiện thể chị qua đây nè, rồi chị ở lại ăn cơm chung với vợ chồng em luôn đi. Thôi mất công hai đứa phiền, hai đứa chị ngại lắm. Trời, có gì đâu mà phiền, bữa cơm thôi mà. Hăng ha. Đúng rồi, vợ chồng em nấu dư ra một xíu. Thôi mà, bây giờ chị phải đi về, chị đưa nhóc nhà chị nó đi bệnh viện chứ sáng giờ nó nóng hôi hổi à. Thằng nhóc ở nhà nó bị bệnh hả chị? Rồi bây giờ chị tính đi bẵng gì qua rồi mà chở nó đi bệnh viện? Thì phải đi taxi thôi chứ sao giờ em. Biết là tốn kém đó nhưng mà hả, cũng phải đi thôi chứ giờ đâu có ai đâu giúp đỡ. Rồi hả, bây giờ vô bệnh viện cũng không biết là có ai phụ hộ gì không. Rồi cũng mình chị lo hết. Bởi vậy ta nói chứ, là mẹ đơn thân nó cực khổ trăm bề luôn á em. Anh, không ấy anh lái xe á, chở chị với con chị vô trong bệnh viện đi. Chứ trời khuya như vậy nè, rồi một mình chỉ một thân một mình em cũng không yên tâm lắm nha. Thôi. Phiền hai đứa lắm, chị ngại lắm, căm lắm. Thôi để mình chị tự đi được rồi. Phiền cái gì mà phiền, anh phải chở chị đi. Chứ không á là em không có yên tâm đâu đó. Thôi được, rồi ok. Để em đưa cho. Chứ đi thân mình tội nghiệp lắm. Hàng xóm nhau không à, có gì đâu. Thôi vậy cũng được, chị ngại ghê á. Cảm ơn hai đứa nha. Thôi đi em. Dạ. Rồi. Nè, anh nhớ đi cẩn thận đó nghe chưa? Rồi anh biết rồi. Đi nhanh về liền. Ăn cơm nhớ chờ anh về nha. Như cục cưng. Anh đi nha. Dạ. Ủa, anh có tin nhắn hay em? Hình như chị Thảo nhắn tin cho anh thì phải á. Đúng rồi. Chị kêu anh qua sửa cái ống nước bồn rửa chén nó bị xì á. Giờ này khuya không có thợ nào tới sửa hết trơn. Anh qua bển sửa nha. Hay là hôm ấy em đi cùng anh qua bển đi. Sẵn tiện á em đừng gần nhỏ luôn ha. Thôi được rồi, khuya giờ ở nhà ngủ đi. Với lại nhỏ giờ này nó ngủ mất tiêu rồi. Ngủ đi. Anh qua anh sửa xong rồi cái em về liền nha. Nha. Ngủ đi. Em biết em ngu lắm á. Tự nhiên đi yêu người đã có vợ à. Nhưng mà anh không biết được là em thương anh cỡ nào đâu. Vậy sao? Chỉ cần anh á hả, ở bên cạnh em nè, chăm sóc cho em nè, thì lén lút kiểu gì em cũng chấp nhận hết á. Vậy sao? Em ghê quá. Nè, vậy lại á, mà mốt được nhắn tin ban đêm nhau. Hồi nãy em nhắn tin chút nữa là vợ anh phát hiện rồi đó. Vậy hả? Em tưởng nó mới ngủ rồi mà. Mà tại người ta nhớ anh quá chứ bộ. Sai sót, nhưng mà sai sót này rất là dễ thương. Thôi.
Hay là em cứ nhắn tin cho email á, em hiểu như hồi đó đó là anh đọc được, nghe không? Em biết rồi. Hôm nay em làm cái gì mà sao khỏe quá vậy? Bây giờ anh về nha, đi lâu quá con vợ của anh nó phát hiện chết luôn. Về hả? Ôi em muốn anh ở đây với em cả đêm mà. Ừ, mà tham lam quá. Nhiều đứng đợi. Thôi về nha. Về hả? Đó. Hôm sau. Sao sao em đây? Quá ra cái việc đi sửa ống nước của anh là ở đây hả? À, cái giường. Anh còn tính cãi cái gì ở đây nữa hả? Nè, sao chị quá đáng quá như vậy hả? Nửa đêm hôm khuya khắc chị kêu chồng tôi qua đây sửa ống nước cho chị là dễ chị ôm ấp như vậy hả? Bây giờ nhưng mà chưa chắc hai người đâu có dược lệ cái việc ôm ấp đâu đúng không? Xin lỗi mà em đừng có giận vậy nữa nha. Xin lỗi chị làm cái chuyện như vậy xong á mà chị xin lỗi là tôi bỏ qua hả? Nè, chị xin lỗi rồi á, chị có cắt đứt liên lạc với chồng tôi không hả? Anh sao? Anh biết anh sai rồi, cho anh xin lỗi nha. Tại vì anh thấy hoàn cảnh của chị á, mẹ quá, con coi đơn thân của mình, anh thấy anh tội nghiệp quá, anh mới động lòng thương thôi. Đúng rồi đó My, chồng em á, anh rộng lượng lắm, chắc anh thấy chị một mình nuôi con vất vả cực khổ á, cho nên là anh giúp đỡ chị thôi à. Nhưng mà lỡ có tình cảm với nhau em đừng có giận anh nữa. Anh không có ý định là sẽ phản bội em đâu. Để chị sẽ ôm con chị đi xa. Chị đi thiệt xa, chị không có ở gần hai đứa. Im! Hai người múa máy cái gì trước mặt tôi vậy? Cảm quá, mẹ quá, con côi hả? Ôm con đi thật xa hả? Hai người tính lừa dối qua mặt tôi đến bao giờ nữa? Hai người nói đi. Đứa bé mới sinh là con của ai? Là con của ai? Hai người im lặng chứ gì? Chứng tỏ cái điều mà tôi nghi ngờ là sự thật đúng không? À, hai người ngạc nhiên lắm hả? Anh tưởng là toàn bộ email của anh tôi không đọc được cái gì? Anh lầm rồi, tôi đọc được hết. Hai người qua lại với nhau trên email, biết bao nhiêu là tin nhắn ám hiệu với nhau sau lưng tôi suốt 2 năm trời nay, để rồi có với nhau một đứa con. Rồi bây giờ anh dẫn con Thảo về đây giả vờ giống như là hàng xóm, rồi tiện bề chăm sóc nó chứ gì? Sao hai người khốn nạn quá vậy hả? Anh xin lỗi em. Anh biết lỗi em rồi. Chuyện gì thì em cũng tha lỗi cho anh một lần nữa. Tha lỗi? Không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi sẽ không bao giờ xài chồng chung hết á. Bởi vì sao? Những cái gì mà xài chung đều rất là bẩn thỉu. Hẹn gặp anh trước tòa.